Bây giờ mấy người này đang bỏ bia vô cái thùng lạnh để người ta chạy bằng máy phát điện. Nội bộ gia đình của ông Nonso coi bộ hơi bị căng. Ông Nonso là con cháu trong nhà đó, mà bây giờ ông Nonso ông ship bia vô trong cái thùng như thế này, mà cậu của ông phải đứng canh coi cái ông có đút nhét gì không. Ngộ ghê luôn á. Còn nhiều chuyện ngộ lắm nha. Nhà mình coi từ từ phía sau sẽ biết. Mommy, this is a fish. Yes. You just cook pieces of dry fish. That's what we used to cook bitter leaf soup. Bitter leaf soup. Cái loại cá khô mà cái bác này lựa ra đó không phải là cái loại cá cho người ăn. Cái này là cái cá trê người ta hông khói xong, cái mấy cái vụn vằn nó rớt ra trong lúc vận chuyển, nói chung là nó không có được sạch đi. Thường là người ta sẽ xay ra là thức ăn cho gà hoặc là cho cá. Còn cái loại cũng cá vụn nhưng mà nó là cái loại cá biển, người ta đánh bắt ở biển, người ta phơi trên giống như kiểu khô mực giả khô trên nóc tàu vậy đó, xong rồi về người ta lấy cái thịt, người ta xẻ cái thịt ra, người ta bán riêng. Còn xương vụn vằn người ta bán riêng, là cái loại dùng để nấu ăn. Mà mình không hiểu sao mà người ta mua cái loại này để người ta nấu trong đám luôn. Cái loại này là gọi chung là không ai ăn, tại vì nó không có được sạch đó, nó lẫn các vụ đủ thứ trong lúc vận chuyển mà. Còn đây là rau đắng, những cái người mà người ta rửa ở ngoài suối xong người ta đem ra chợ bán á, thì khi mình mua về là mình sẽ nấu nước nóng rồi mình ngâm như thế này cho nó ra thêm chất đắng một lần nữa, để cái súp rau đắng nó không còn vị đắng. Đó, bây giờ là như thế này là được rồi đó. Thế này là ok rồi đó. Thơm lắm nghe, đi ngang cái mùi hấp dẫn cực kỳ luôn. Linh hồn của một cái đám tiệc là cái món bitter leaf soup với cái món chi lập rai này. Súp rau đắng với cơm trộn đó. Ngon dở gì là hên xui này, tùy như vậy đó. Người ta xúc ra mấy cái thùng chứa như thế này. Cái thùng này là nó ủ nóng cũng lâu lắm, thành ra là tới lúc đãi nó vẫn còn nóng. Chứ người ta nấu với mỡ bò đó, kiểu như cái nước luộc bò có mỡ có thịt đó, thì nó dễ bị cái mỡ bò nó đông lại đó, cho nên là người ta phải trữ nóng. Chứ nó không nóng là nó bị cái bọ mỡ bò. Mà đa số đồ ăn của Châu Phi phải ăn nóng. Thế người ta không có sử dụng cái giá mút hay cái dĩa hoặc là cái gì đó xúc như thế này. Mình thấy nóng rồi đó. Cái đám ngày hôm nay là đám giỗ như nhà mình. Đám giỗ tức là người ta đã mất lâu rồi, người ta làm đám tang xong rồi. Bây giờ chỉ là gia đình dòng họ bà con tới tưởng nhớ, giống như đám giỗ Việt Nam mình gì đó, chứ không phải là đám tang. Người ta không có in hình. Dạ. We will fly now, we enter a plane, fly together. Để nhím kể nha nhà mình nghe. Hai vợ chồng nhím tới đây là ngoài tư cách là bạn ông Nonso là còn với tư cách là camera nữa. Người ta tiết tiền, người ta không có muốn mướn camera, thành ra người ta nói ông Nonso là nhờ mẹ nhím là quay như thế này xong là edit luôn thành một cái clip chỉnh chu đàng hoàng, gửi về bên Mỹ cho cái bác ở bên Mỹ xem, để chứng tỏ là ở đây người ta có làm. Đó thì mình được người ta mời đó nghe. Mà từ sáng giờ không có một chai nước để uống luôn. Bây giờ mình nghĩ là nấu cơm xong thì sẽ đãi những người phụ ở đây làm ra đồ này kia. Ai cũng cực mà. Tự nhiên nấu cơm xong cái người ta đem hết gói gọn vô cất luôn. Thường là trong một cái đám cái món cơm trộn á là sẽ nấu dư ra một thùng để đãi cho những người phụ đám cho tới lúc mà đãi chính thức luôn. Đó là cái luật luôn. Thấy mẹ chồng mà nhiễm làm hôm trước không? Còn ngày không có, người ta làm ngược lại luôn. And we will cook food to even the hungry. Let's go. Let us come back. We will come back in afternoon time. Nhà mình biết không, tội nghiệp ông Nonso lắm. Kiểu như thấy anh em lại phụ như vậy nè, mà nấu nướng rồi đem dẹp hết trơn, không có đãi, cũng không cho uống cái gì luôn. Thành ra ổng mới sức tiền túi ổng đi mua một kết bia ổng đãi. Cái ông cậu của ổng á, nạt ổng chửi sao mà lấy bia cho uống phung phí đồ này kia. Không có biết là ổng sức tiền túi ổng mua. Ông gặp ổng nóng máu, ông chịu hết nổi. Thành ra là ổng chở mình nhiễm về luôn, khỏi quay, khỏi gì hết, khỏi đăng clip, khỏi có clip luôn. Thử cái lấy cái gì gửi về bên Mỹ cho biết mặt.
mà không có liếm gửi về bên Mỹ là thế nào cũng bị ông ở bên Mỹ ông bằng thịt. Tại vì ông gửi tiền về ông bao tiêu hết cái đám luôn mà, kiểu như mấy người này muốn lấy cái tiền của cái ông bên Mỹ, cho nên là vẽ ra cái chuyện làm đám giỗ xong rồi cắt đầu cắt đuôi để chia nhau. Đó là cái sự thật mà ông Nonso nói với ông Cạp luôn. That people just come back from Lagos. I don't know if they, I don't know what is wrong with that. They're just telling everything opposite. Since yesterday night, everybody be hungry. Nothing. The water safe là by force we carry water, pure water. Ông Cạp ông không ưng bụng cái vụ đám ở nhà ông Nonso đãi kia kiết quá. Thành ra là bây giờ nhà nhiếm cũng sẵn có việc phải đi ra chợ để kiểm tra giá dao cho một mạnh thường quân. Mua cho người dân ở đây, người ta làm rẫy ruộng á. Ở trên đường thì mình gặp luôn mấy người thầy cúng, người ta đang đi lễ hội nè. Này là cái lễ hội lớn nhất của năm nè. Ở khu này thì có 3 cái lễ hội, 2 cái là vừa và nhỏ thì mình đã xem rồi. Cái này lễ hội lớn nhất mà do mình mắc trong ông năm Nonso đó, thì là mình không có quay cận cảnh. Trời ơi, coi cái con rối này này, nhìn đi ghê quá à. Cái anh này là thầy mo, cũng gần gần nhà nhím á. Một ngàn. Cái người đi xe hơi để cho cái anh thầy mo này 1,000. Ơi cái kèo nè mà bắt ông Cạp cầm cái cây này ra ngoài lộ đứng vòng vòng kiểu này coi bộn, kiếm tiền cũng bộn luôn á. Kiểu như cái mái tóc của ông đó, mái tóc bẩm sinh đà đa đó. Nàng ở đây người ta rất là kính nể, phải nói là người ta sợ luôn á. Chứ không phải là mấy cái mái tóc mà kêu bằng nhân tạo nghe, kiểu như người ta để dài dài, người ta ra tiệm người ta xoắn lại thì nhìn nó có hàng có lối sạch sẽ. Còn kiểu mà để tự nhiên bẩm sinh á là nó muốn quắn sao nó quắn, mình không có được chải nha, chải là bị bệnh đó, chỉ được gọi thôi. Thôi bây giờ đi hỏi đi dọa giới giao xong rồi ổng lại ổng chào hỏi một tiếng cho nó đúng lễ chứ tự nhiên mình không tới cũng kỳ. Good evening. Your name? Why? Why you? What is your name? Hi, sir. Your name, madam. You're welcome. Very sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? Ifai, sir. You're welcome. Would you share drink? Yes. You're welcome. Yes. Yeah. Bây giờ còn lại là cái đội quân dọn dẹp bãi chiến trường. Mấy người này là người ta sẽ phụ giật rạp đồ này kia, dọn dẹp đồ. Nói mang tiếng nhậu mà không thấy bia, rượu, đồ ăn gì đây hết trơn. Kiểu như người ta đến là vì người ta nể mặt ông Nonso. Ở đây ông Nonso được lòng anh em bạn bè lắm. Thì đội phó là bảo vệ mà kiểu như là những lúc mà ông Cạp mà không có mặt là cứ chém trước tao sau luôn. Thành ra là người ta tới chủ yếu là như vậy thôi, chứ miếng ăn thì chắc là không có. Giờ tan hết rồi đó, nhà nhiếm mới tới. Giờ mấy ông này sẽ chiến tạc chiến thù. Ôi ơi, mấy đứa nhỏ kìa. Ông nào nói gì mình không hiểu luôn. Okay. Mình ok đại, mình không hiểu gì hết.
Maman, him say, anything I tell you now, you can don't mind me. Thank you very much. Oh, Father, that's good. Thương ghê chưa? Đám vừa xong là mấy chú, mấy cậu, mấy gọi là thứ dữ trong gia đình là chia nhau đồ ăn, thức uống đồ là xong là bắt đầu đi về thành phố hết. Chừa cho ông Non Xô nguyên bãi chiến trường. Giờ là phải đi mua từng chai nước để đãi anh em, để phụ giật rạp dọn dẹp đồ. Dịch, tại vì cái nhà này là chỉ có mình ông Non Xô ở thôi. Mấy người đó là chỉ về ăn xong rồi đi thôi. Một mình ổng làm hết. Water. I be more. Come out from the road and answer. Now water. I don't too much sugar already. Why somebody looking? I don't know if I cook or fry. Yeah, I cook or fry. Fry. What? Bây giờ nhà nhím tới với cũng cho. It's the cow we are eating now. You know, be cheap for the cow. You better have more. If you put your ear for the place, you hear the cow still shouting. While you hold the meat, you see the body still moving like yesterday. You see him? See him? See? He do looking. Hồi nhỏ ông Đu Đu nếu mà thấy con bò như vậy mà giờ làm thịt cho ổng ăn nha, là ổng không ăn đâu nghe, dù thèm cỡ nào cũng ăn. Giờ lớn rồi bị cám dỗ rồi đó. À, bây giờ là trọn tình nghĩa ha. À, hi, good evening, how are you? Bye. Doctor said, you see this type of thing in YouTube. Uh-huh. What you see is that the complete tree, then just open up. Then you put one like this. And put something inside. But you can't want to put the same principle. Same method. And then the reason, look at that, you'll be much. The reason is that. Every day, I'm not. We learn in every day. The reason is that they too are the guys. If I plant them now, the tree now go sap them water until they finish until they build. Finish, Abi? Because I'm an alum, if I'm milling milling. Yes, I learn in every milling milling. And all manure go out today. Manure. Manure. You can't also give your boy a milling. Boy, milling much, our manure, remember? Oh, you can't just deny that. No, 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 life. Oh, yeah, that don't work. Aye. Can't work. You just talk about my friend. Let you grow up and fetch drinking water for me. Nah, see this your angala don't be good. Đó rồi, giờ sáng nay ông Non Xô đem súp tới cho ông cạp. biết cái tướng hắn đang đói. Yeah, boy, he's very very hungry this morning, man. If you call my mother, if she have food, let me come and eat. You know, and she said that she will come, that she have old soup. You know, and on my way to go, I call my son to open the gate for me so I can go to my mom's house and eat food this morning. So as he opened the gate, not knowing that also he's even waiting outside the gate with the soup, with this bitter leaf soup. So I make the fufu now and I'm trying to work. You see, my name is Small Pekin God, they fight for. So God is providing for me because I be Pekin. Kiểu như mấy ngày nay là mẹ Nhím những ngày đặc biệt cho nên không có nấu giống ăn. Their brother fuck up. Who? Long his uncle. What happened? The people that do this as a celebration. What happened?
Do để cứu vớt tình hình, kiểu như đám gì mà làm keo kiểu quá sợ mang tiếng á, người ta đâu có đây đâu, người ta chịu tiếng tai độ có mình ông Nam Xô thôi. Thành ra là ông phải nấu một cái nồi súp khác, rồi sáng nay là ông bưng ông cho từng nhà một vậy đó. Em thì em không biết là cái vụ khoai môn hôm qua nó có còn dư âm hay không, không biết là ông có xài cái khoai môn đó hay không, thành ra em cũng hơi sợ sợ đó, anh ra là để mình ông cạp với mấy đứa nhỏ ăn thôi. Ừ mà được cái ông Non Xô nấu ăn ngon nghe, trong mấy cái tiệc tùng đồ của đời bảo vệ đồ này kia đó, ông Non Xô nấu với ông cạp là kiểu bằng cũng 1910 hen. Where are you going? We have case. One go and security case. Ah. Come out yesterday night, Non Xô, they are about Non Xô. Oh God. You follow for wetin make and come this morning. And you write and say make wait for me my chop food. Oh God. Ok, no. À, hồi hôm qua có khán giả nhà mình xúi em cái vụ mà nấu cháo huyết. À, sẵn Tết cái vụ mà nếp nấu cháo có lý không? Nhà mình coi cực kỳ có lý luôn ha. Em nấu mà em thèm vậy đó. Nấu cực kỳ nhanh. Có trong vòng có chưa đầy tiếng đồng hồ. Nhuyễn nhừ hết luôn. Nhìn nó giống như cháo lòng luôn ha. Cho một chút hành. Em là bữa nay là em không còn thất bại cái vụ hành phi nữa. Hành phi hen. Cháo thì không thể nào thiếu tiêu. Có tiêu là cái mùi của nó sẽ dậy lên. Ủa cái này giống y như cháo lòng vậy đó nhà mình. Đảo đã. Rồi á, mời cả nhà nghe. Bữa nay là đúng chuẩn bài là cháo luôn á. Cháo lòng với huyết da, mà này là huyết bò, da bò nghe, bên này không có heo. Why you feel like that? It's sweet. Do you like sweet? No, sweet one is tell you is. This one is sweet. Eat the kanda. You the frog. When we look you frog. They didn't look me like no sweet, I don't taste it now. It didn't look not sweet, but you taste sweet. Cái này da này, khi mà nấu cháo là em thả vô luôn cho nó mềm rụt ra luôn. Chấm mấy nước mắm chanh ớt, hơi sảy hen. Is it sweet? Mm. Taste this one. You the frog, easy, no. I don't eat like that, you the frog, so that was easy. Thought this one is really sweet. Thought this one is very sweet. No pepper, baby. It's sweet, huh? It's sweet. Okay, you like eat kanda only like that. You don't want tosa. Ông Đu không thích nước mắm chanh. Nấu bằng nếp, đúng bài luôn ha. This one I feel is. See on your body, have knife now. Come on, I eat on top of that and you build. Uh-huh.
bữa nay là không cạp là không ăn được cháo, thành ra là ưu tiên cho ổng là cái phần thịt bò của ông Nonso cho đó, là em làm chà bông, chà bông thịt bò. Ổng là ổng mê chà bông lắm. Lưu tết tết đã cao mít. Not on no, it is that on no. Cái xà bông này mà ăn với cháo trắng cũng ngon. Em nghe khán giả nhà mình nói là hay bị cái tình trạng là con nít ở Việt Nam rất là kén ăn. Đã đi làm mệt về mà còn phải tốn 3-4 tiếng đồng hồ để đút cho nó ăn. Mà nhiều khi nó chỉ đụng vô miếng thịt một chút xíu thôi là nó gây sự liền, nó khóc, nó la, nó ói rồi ta lả hết. Thì mình hết sức là sốt ruột luôn. Thì khán giả có thể lên Facebook đánh cái chữ là chuyện tình cảm lạnh phần 1. Quốc thêm chữ Hương Xuân Vlog nữa thì nó ra rõ hơn, là mình xem cái câu chuyện về cái vụ biến ăn của hai đứa con nhà anh chị em ruột của em Việt Nam á. Ông cạp ổng giải quyết ngon ơ luôn, là bữa hai đứa Việt Nam nghe, là thậm chí mấy đứa trong xóm luôn học theo, thấy cũng thành công. Thì nhà mình có thể tham khảo sơ qua hen. Còn bác nào mà muốn liên hệ với Hương Xuân Vlog thì cứ lên Facebook gõ Hương Xuân Vlog Cuộc Sống Cho Phi là nó cũng ra em luôn hen. No, we give you another test already. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm, yeah. Rất là ngon luôn. Y như cháo lòng luôn. Ngon lắm, yo. Son, is it ngon lắm? So much. So, enjoy. Enjoy. Only so much like more than all of this. This meat with this abacana is very very sweet. Ah, that one's okay. About to put sugar instead of this one. This one's about to put red oil. Where your red oil? You know, put red oil in onion. No, this one you can. This one our people traditional flour. People can eat with coconut only. Oh, but wow. Now I do English. Add meat on it. My hair work. Yeah, ông ăn cái gỏi củ mì, cái mì bữa nhím bào nhím phơi khô đó để dành đó. Giờ ổng ăn với dừa khô. Ổng xin bên mẹ chồng á. Đã cái nư. Bao nhiêu năm mới ăn được một tô cháo đúng nghĩa. Cháo gì mới là cháo, còn cháo bữa hổm là cháo xăng pha nhớt. Bữa Lâm Đồng suối nhím là lấy bánh hỏi ăn với cháo. Mà lỡ, trời ơi em không biết, em tưởng đâu là nó ít. Em dứt cho mẹ một lon nếp. Đây là nhiều quá. Ăn bánh hỏi nữa uổng. Để bánh hỏi đợt sau, đợt khác. Như vậy là quá xứng đáng rồi, khỏi cần bánh hỏi luôn. Cảm ơn khán giả nhà mình. Không có khán giả nhà mình, không biết tới năm nào em mới ăn được những cái món như thế này. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp nhà mình những tập tiếp theo hen.